Xin kính chào và cảm ơn quý khán thính giả đã quay trở lại với chương trình Thời sự của Vô TV. Kính thưa quý khán thính giả, trùm chạy án Lê Quang Hùng cần cần thách thức luật sư đưa bằng chứng vụ Hồ Duy Hải là ai? Trong bản án số 97/2008/HSST ngày 28 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm 2008, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã trải qua 3 ngày luận án vụ bưu điện Cầu Voi. Cuối cùng, dù thừa nhận có nhiều sai sót trong tố tụng, nhưng thẩm phán chủ tọa phiên tòa vẫn tuyên bố Hồ Duy Hải bị án tử hình. Đóng dấu mộc tuyên án cho Hồ Duy Hải hôm đó là Lê Quang Hùng, chủ tọa phiên tòa. Điều mà dư luận ở thời điểm đó không quên là sau đó khi trả lời báo chí, đặc biệt là sau cả phiên phúc thẩm cũng với điệp khúc, tuy có sai phạm trong tố tụng nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án. Tiếp tục đã tuyên y án tử hình cho Hồ Duy Hải. Nhà báo và công luận đã lên tiếng thì ông Lê Quang Hùng, phó chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Long An, đã thách thức người dân cả nước, thách thức các luật sư. Nếu có chứng cứ thì cứ đưa ra, còn tòa án thì đã làm đúng trình tự pháp luật. Trong buổi họp báo tại Tòa án Nhân dân tỉnh Long An chiều ngày 5 tháng 12 năm 2014, vị thẩm phán phó chánh án Lê Quang Hùng đã có thái độ tự tin và tuyên bố rằng do bản án của tử tù Hồ Duy Hải đã có hiệu lực pháp luật, nên không đánh giá các chứng cứ của vụ án này nữa. Đồng thời ông thách thức các nhà báo, nếu tìm được bằng chứng mới chứng tỏ Hồ Duy Hải vô tội thì cứ trưng ra trước ngày 4 tháng 11 năm 2015. Nếu không thì bản án tử hình Hồ Duy Hải sẽ vẫn được thi hành. Phó chánh án Lê Quang Hùng đã cần cần cái mặt tỏ vẻ đầy thái độ tự tin thách thức cánh nhà báo và dĩ nhiên thách thức cả gia đình Hồ Duy Hải lẫn luật sư biện hộ. Thái độ và việc thách thức các nhà báo, dĩ nhiên việc thách thức cả gia đình Hồ Duy Hải lẫn luật sư biện hộ, chứng tỏ, thứ nhất, vị phó chánh án này không hiểu nguyên tắc căn bản của luật hình sự là bị can và luật sư biện hộ không có nghĩa vụ tìm chứng cứ chứng tỏ bị can vô tội. Bị cáo và luật sư biện hộ chỉ có nghĩa vụ chứng minh các chứng cứ viện dẫn đến kết tội bị oan là vô giá trị. Nhà báo Nguyễn Ngọc Nhi ở thời điểm đó cũng tiết lộ rằng ông Lê Quang Hùng là một trùm chạy án ở tỉnh Long An. Và với những lời phát biểu của ông, đặc biệt là trong ngày 5 tháng 12 năm 2014, nói là phía nhà báo, luật sư nếu không đưa ra chứng cứ thì đến ngày 4 tháng 1 năm 2015 vẫn sẽ tiếp tục tuyên án tử hình tiêm thuốc độc cho Hồ Duy Hải. Thật may mắn cho tử tù Hồ Duy Hải là ở phút thứ 89, thì Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lúc đó đã tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Lời của ông phó chánh án Lê Quang Hùng cho tới tận thời điểm hiện tại vẫn còn ghi khắc sâu trong trái tim của những người theo dõi vụ việc, đặc biệt là mẹ và em gái của Hồ Duy Hải. Nghe những lời của ông Lê Quang Hùng, đặc biệt là trong cuộc họp báo đó, nhiều nhà báo đã tỏ ra phẫn uất, bởi vì họ dù sao đi nữa cũng không thể nắm rõ trình tự vụ án, nhưng cảm thấy rất bức xúc với cách trả lời của ông Lê Quang Hùng. Cũng ở thời điểm đó, nhà báo Ngọc Nhi đã khái quát bức tranh toàn cảnh về chân dung con người này với xuất thân và nhấn mạnh rằng Lê Quang Hùng có những hoạt động ngầm và trong túi của ông này tiền bạc luôn rủng rỉnh mùi máu tanh của các nạn nhân qua các vụ án. Nhà báo này viết, năm 2008, hai nữ nhân viên rất xinh đẹp ở bưu điện Cầu Voi bị hãm hiếp và giết chết một cách dã man. Hung thủ là ai không biết. 23 tình nghi bị bắt về tra án nhưng lại thả ra hết và công an không ghi lại bất cứ khẩu cung nào của 23 người này. Phải chăng vì 23 người này đã khai ra hung thủ là một nhân vật con ông cháu cha nào đó. 2 tháng sau, Hồ Duy Hải đột nhiên bị bắt tại nhà. Vàng bạc nữ trang của gia đình bị tịch thu, nói rằng đó là vàng bạc cướp được từ hiện trường gây án. Mà số vàng bạc nữ trang đấy lại là của em Hồ Thị Thu Thủy, sau này đã trả lại khi gia đình có biên lai mua từ tiệm, nhưng họ coi đó là hồ sơ tang vật trong vụ án. Cơ quan công an cũng thu cho cốt ngoài vườn sau khi bị đốt, nói là bằng chứng Hải đốt quần áo dính máu để phi tang, trong khi dấu vân tay dính máu tại hiện trường thì không có cái nào là của Hồ Duy Hải. Hải bị giam suốt trong nhiều tháng trong thời gian điều tra án, không cho tại ngoại. Trong thời gian này, Hải bị đánh đập dã man, bị mớm cung, bức cung nhục hình. Còn công an thì lo đi mua dao, mua thớt bỏ vào làm giả hung khí giết người. Phải chăng vì lúc này thằng sát nhân con ông cháu cha đó đã chạy trọt nên đến kể cả quan trên và màn kịch ly miêu hoán chúa tìm kẻ chết thay bắt đầu được diễn? Và tên thẩm phán giết người nào đã đưa quyết định xử tử Hồ Duy Hải đầu tiên? Đó chính là tên Lê Quang Hùng. Nhà báo Ngọc Nhi Nguyễn tiếp tục viết rằng Lê Quang Hùng là thẩm phán chủ tọa phiên tòa sơ thẩm và hắn đã
bỏ mặc ngoài tai lời kêu oan của Hải, lời biện hộ của luật sư và các bằng chứng làm việc quá bậy bạ của công an, mà tuyên án tử hình Hồ Duy Hải. Phải chăng vì hắn đã nhận tiền hối lộ của tên sát nhân con ông cháu cha nào đó rồi? Lê Quang Hùng là thẩm phán chủ tọa phiên tòa sơ thẩm, người đã từng bị phanh phui dính líu đến các đường dây chạy án ở Long An. Bất cứ vụ án lớn nhỏ nào trong khu vực, chỉ cần chạy đúng chỗ, đúng người, đúng số tiền là án to thành án nhỏ hóa ra không. Còn án nào xí xóa không được thì tìm người chết thế, như vụ Hồ Duy Hải vậy. Viện Kiểm sát đã từng thân chinh điều tra đường dây chạy án này, và tên Nguyễn Văn Đến, chánh án Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, đã bị khai trừ khỏi đảng và đình chỉ công tác. Nhưng tên Lê Quang Hùng này không những không bị gì mà còn được thăng lên làm phó chánh án. Tường cũng nên nhắc lại rằng, từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm 2008, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An xét xử sơ thẩm vụ án tuyên án tử hình Hồ Duy Hải về hai tội giết người, bản án tử hình và cướp tài sản, bản án 5 năm tù giam, buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 60 triệu đồng. Bản án sơ thẩm có số hiệu 9708HSST như Vô TV đã đăng tải. Hội đồng xét xử sơ thẩm lúc đó là ông thẩm phán chủ tọa phiên tòa Lê Quang Hùng đứng đầu, thẩm phán là Nguyễn Hòa Bình, không phải là ông chánh án Nguyễn Hòa Bình của Tòa án Nhân dân tối cao hiện nay. Hội đồng hội thẩm nhân dân là Đinh Văn Tự, Ủy viên Hội đồng Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, trưởng Ban Kinh tế Xã hội Hội Nông dân tỉnh Long An, Lê Văn Bảo là giáo viên cấp 2, nguyên phó hiệu trưởng trường Thống Nhất thị xã Tân An tỉnh Long An, thư ký tòa án là Phan Thanh Tuân, cán bộ tòa án, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An là Nguyễn Văn Đức, kiểm sát viên, và Lê Ái Dân, kiểm sát viên. Luật sư bào chữa cho bị cáo Hồ Duy Hải là Nguyễn Văn Đạt và Võ Thành Quyết. Võ Thành Quyết là một luật sư chỉ định, người mà Vũ TV đã từng mô tả trong bài viết Luật sư Hai Mang, người đã đưa Hồ Duy Hải vào án tử một cách rất khéo léo, phù hợp với cách mà cơ quan công an và tòa án muốn. Ông Lê Quang Hùng là thẩm phán, là chủ tọa phiên tòa đầu tiên, người đầu tiên công khai ra bản án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Trong phiên tòa, ông đã nhiều lần ngắt không cho Hồ Duy Hải trả lời, và đồng thời luật sư chỉ định là Võ Thành Quyết lại chính là người mà thuộc cơ quan công an điều tra cũ. Chưa kể có rất nhiều những vi phạm tố tụng ở phiên tòa sơ thẩm, các nhân chứng, các lời khai, có bản bút lục này bị xóa, có lời khai kia bị xóa mà không hề có dấu vết hay sự chứng kiến của một người nào. Tuy nhiên phía tòa án, phía cơ quan công an vẫn tiếp tục sử dụng nó như là những chứng cứ kết tội Hồ Duy Hải. Ông Lê Quang Hùng đã cho rằng những sửa chữa này là không hề đáng quan trọng và vẫn tiếp tục cho rằng Hồ Duy Hải là thủ phạm chính của vụ việc này. Như nhà báo Nguyễn Ngọc Nhi đã nói, Lê Quang Hùng là trùm chạy án, vì vậy nên nếu không có tiền thì không chạy được. Khi tìm một người để chết thay trong vụ bưu điện Cầu Voi, người ta phải tìm đến Hồ Duy Hải, một người đẹp trai và dĩ nhiên gia sản không quá nhiều, còn cặp cỡ con ông cháu cha như người mà Nguyễn Văn Nghị hay ai đó mà nhà báo Ngọc Nhi đã nêu ra thì Lê Quang Hùng càng không dám đụng vào. Đây chỉ là một nhận định của nhà báo nữ này. Bản án sơ thẩm vô cùng quan trọng và ông Lê Quang Hùng cũng như hội đồng xét xử dường như đã bỏ qua tất cả những bằng chứng gỡ tội cho Hồ Duy Hải. Theo luật sư Trần Minh Hải, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, ở thời điểm sau này khi nhận định về hội đồng thẩm phán và cả trong phiên giám đốc thẩm đều nhận định rằng phiên giám đốc thẩm, phiên phúc thẩm và sơ thẩm đều có những sai sót, nếu như không muốn nói là những vi phạm cực kỳ liên quan tới khía cạnh pháp luật. Cái thứ nhất là sai sót trong khám nghiệm hiện trường về thu giữ vật chứng. Vụ án giết người bằng dao nhưng không thu vật chứng bằng dao, đập bằng thớt nhưng không thu giữ thớt, đánh người bằng ghế nhưng thu giữ nhầm chiếc ghế. Đối chiếu sai sót với Điều 75 Bộ Luật Hình sự năm 2003, áp dụng thời điểm xảy ra vụ án về thu thập và bảo quản vật chứng, thì cần vật chứng cần được thu thập kịp thời, đầy đủ, được mô tả đúng thực trạng vào biên bản và đưa vào hồ sơ vụ án. Trong trường hợp vật chứng không thể đưa vào hồ sơ vụ án thì phải chụp ảnh và có thể ghi hình để đưa vào hồ sơ vụ án. Vật chứng phải được niêm phong bảo quản và vật chứng phải được bảo quản nguyên vẹn, không để mất mát, lẫn lộn và hư hỏng. Thế nhưng ông Lê Quang Hùng đã bỏ qua một điều sơ đẳng này. Điểm thứ hai sai sót đó là về việc chậm trưng cầu giám định các kết quả vết máu khả nghi tại hiện trường. Phải hơn 4 tháng sau, khi máu đã bị phân hủy khiến không xác định được kết quả. Sai sót này hoàn toàn trái với quy định tại Điều 155 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự về trưng cầu giám định. Sai sót khác về biên bản hỏi cung sửa chữa mà không có chữ ký xác nhận của người khai, biên bản nhận dạng không có người chứng kiến, trong khi Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định rất cụ thể, mà nếu tuân thủ thì không được phép có các loại sai sót này.
Theo luật sư Hải thì đối chiếu với quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2003, nếu cho rằng những sai sót trên là sai pháp luật thì hội đồng thẩm phán chắc chắn không có quyền bác kháng nghị. Bởi Điều 389 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự chỉ cho phép bác kháng nghị khi hội đồng thẩm phán không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án. Quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị khi xét thấy bản án quyết định đó căn cứ và đúng pháp luật. Ngược lại, nếu hội đồng thẩm phán cho rằng những sai sót trên là đúng pháp luật thì đây là một tiền lệ suy luận áp dụng cực kỳ đáng lo ngại cho Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự hiện hành. Rồi đây, hệ thống quy định về nhiệm vụ hiệu lực cho tới hàng loạt nguyên tắc tối cao về quyền suy đoán vô tội, quyền bảo đảm xét xử bình đẳng, xác định sự thật vụ án tại 510 điều của Bộ Luật rồi sẽ ra sao? Ông Lê Quang Hùng là thẩm phán dường như đã bỏ qua rất nhiều và đã vi phạm thủ tục về tố tụng xảy ra trong quá trình điều tra và kể cả trong xét xử, nhưng đã không làm gì để cải thiện điều đó mà lại còn thách thức báo chí, thách thức dư luận. Khi pháp luật hình thức không bảo đảm thì tác động trở ngại pháp luật nội dung và làm cho nó không còn bảo đảm tính khách quan và toàn diện nữa. Khi một vụ án được xem xét đánh giá trong không gian chứng cứ thiếu khách quan, toàn diện thì khó có thể mang lại kết quả xét xử đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Ông Nguyễn Kiều Hưng, đoàn luật sư thành phố đã giải thích và trích dẫn rằng tuy lời khai dù có rất nhiều mâu thuẫn là Hồ Duy Hải nhận tội, nhưng những chứng cứ vật chất thuộc trách nhiệm chứng minh của các cơ quan tiến hành tố tụng thì lại hoàn toàn không có. Điển hình như hung khí gây án không thu thập được, phải thay thế bằng một thứ đập mua từ chợ. Dấu vết tội phạm là dấu vân tay, vết máu không thu thập kịp thời lại không trùng với dấu vết của người bị cáo buộc. Nên việc buộc tội bằng lời khai của các chứng cứ gián tiếp khác là không bảo đảm thủ tục, trình tự của pháp luật, không đảm bảo nguyên tắc suy đoán vô tội, vốn đã được quy định tại Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, chưa nói những sự phù hợp về lời khai và những chứng cứ gián tiếp liệu có khách quan. Vụ án Hồ Duy Hải vẫn đang được xã hội quan tâm và càng ngày càng lộ ra nhiều những sai phạm nghiêm trọng của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan điều tra và cả tòa án. Những người như ông Lê Quang Hùng, Trần Thị Nhanh, Đinh Văn Sang và còn nhiều người khác nữa rồi sẽ phải trả lời trước lương tâm, trước công luận về những cách thức mà người này đối diện với vụ Hồ Duy Hải. Nếu có sai sót thì họ sẽ cả ngàn đời này chịu tiếng nhơ, tiếng nhục muôn thuở. Còn với ông trùm chạy án, chúng tôi sẽ tiếp tục được gửi tới quý khán thính giả trong các bản tin tiếp theo về những sự vụ liên quan. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong các chương trình lần tới.